Hey, xin chào các bạn, rất vui khi gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện mình đang đứng đây là thuộc một đường giao thông nông thôn của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Thì ở các tỉnh miền Tây của chúng ta bắt đầu vào mùa mưa và cũng bắt đầu vào mùa trái cây nha các bạn. Thì theo thông lệ hàng năm thì các vườn trái cây bắt đầu mở cửa để đón khách tham quan du lịch. Thì trong video mới ngày hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một vườn trái cây cũng khá nổi tiếng tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, để ghi hình và chia sẻ đến các bạn không gian cũng như là những dịch vụ vườn trái cây tại huyện Phong Điền. Đó là vườn trái cây Chín Hồng nha các bạn. Ở vườn trái cây Chín Hồng này thì cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 9 km. Và cũng đi theo cung đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Thì đầu tiên nếu chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ bắt gặp cổng chào của huyện Phong Điền nha các bạn. Thì khu vườn Chín Hồng này cũng như bao nhiêu khu du lịch sinh thái ở huyện Phong Điền nói chung thì đều tập trung ở tại xã Mỹ Khánh này các bạn. Phía bên trái là thiền viện Trúc Lâm phương Nam nè. Chúng ta sẽ rẽ phải vào đoạn đường giao thông nông thôn này khoảng chừng 500 m thì sẽ đến khu vườn nha các bạn. Ở đây là một chuỗi những khu du lịch sinh thái miệt vườn, kiểu vườn du lịch sinh thái. Đây, trước mặt chúng ta là trước cổng của vườn trái cây Chín Hồng nè các bạn. Xin mời các bạn và anh chị cùng mình tiến vào bên trong để tham quan và trải nghiệm vườn trái cây Chín Hồng trong năm 2024 này, xem có những dịch vụ gì để phục vụ trong những mùa trái cây trong những ngày cuối tuần này nhé. Ở đây là không gian lối vào của vườn trái cây nè các bạn. Đây là lối đi vào vườn nè các bạn. Ở đây có một cái quầy bán trái cây cũng dâu sầu riêng. Ôi, chôm chôm trái cũng được. Cái này là dâu Hà Châu không chị? Thử trái nha. Dâu sim ha. Là ở trong vườn mình có ha? Dạ, dâu sim trong vườn mình có. Có. Nhưng mà không có để tham quan, này là chỉ có vài cây để mình hái ra đây mình bán cho khách thôi. À, dạ. Dạ. Vườn dâu tham quan của mình là dâu bồng bon. Bồng bon ha. Dạ, cái này nhiêu ký em? Dạ, cái này là 40 ngàn một ký. 40 ngàn. Dạ. À. Còn măng cục em? Dạ, măng cục là 80. 80 ha. Dạ. À, nhìn ngon quá. Sầu riêng là mình ở đây cũng vô mùa luôn ha. Dạ, mình thấy ngoài đường là sầu riêng trái nhiều quá. Dạ, sầu riêng này là sầu riêng của vườn mình rụng mang ra đây bán. À. Rồi để anh đi tham quan ha. Dạ, phía trong rồi anh cảm ơn. Đây cũng có nước ép nè. Đầy đủ về bánh dân gian. Rồi sầu riêng lọc sẵn luôn nè. Hấp dẫn quá. Bánh lá, bánh bò, bánh khọt, bánh xèo. Cái này là bánh ít trần đúng không chị? Dạ, bánh ít trần. Bánh ít trần. Bánh trần nhưng ngọt, nhưng dạ, nhưng mặn. Nhưng mặn ha. Ngon thịt vịt xiên là trắng. À. Nhìn đẹp quá. Con này là bánh chuối không? Đúng. Bánh chuối. Này bánh lá. Bánh lá. Rồi để em đi tham quan vô trong để chút xíu rồi có đói ra đây mua. Dạ. Thôi bánh xèo bánh khọt luôn.
Ôi, nhìn ngon quá. Nhìn thấy giòn tan luôn ha. Bánh xèo nhưng gì vậy? Không, bánh thật. Hết hả? Cơm thịt không có. Với xiêm con. Mình bán nhiêu cái? Dạ, cơm thịt thì 40, còn gì xiêm thì 60. Là bánh khọt này là hai loại nhân ha. Dạ. Cái này thì ăn tương mà được. À, cái loại ăn tương. Cái này thì dĩa có 30.000, còn này dĩa 60.000. À, dĩa một phần vậy đó ha. Dạ. À, 60.000 để được mười mấy cái một. Dạ, 12 cái. 12 cái. Dạ. Cái cũng 5.000 hả? 5.000. Dạ, còn 12 cái 5.000. À, nhìn đẹp quá. Ở đây mình chiên tại chỗ vậy luôn hả con ha? Ăn mình chiên cái nấm vô luôn á chứ. Còn là mình chiên bài thôi. À. Bếp củi luôn. Dạ, rồi rồi, đây em quay lại cái này xíu nè. Rồi đây là nhân để làm bánh xèo nè các bạn. Đó. Củ sắn. Mình ăn xiêm mình thái thịt không nạc không. À. Xiêm mình sắc ra ha. Dạ, mình thái lấy cái nạc không. À, lấy nạc không ha. Dạ, không có bầm. À, giống như hồi xưa thì hai bầm có xương luôn ha. Dạ. Còn giờ là thái nạc thôi. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ. Thôi đi vào thăm quán dược. Đây là cổng lối vào vườn nè các bạn. Thiết kế đẹp quá. Đi qua một cái cầu. Ôi mát mẻ quá các bạn ơi. Hôm nay có mấy chiếc xuồng nữa, bê vòng vòng, chiếc xuồng này nó bị lúng rồi. Ở đây nhiều trời quá ha. Dạ. Tại đi vô trống còn xa không em? Tầm 500 mét không? Dạ không, 300 mét. À, vườn này rộng không? Có dạ, 2 hết, 20 công. À, 20 công. Bên này là dãy này ăn uống hết ha. Dạ, thôi để mình đi vòng qua bên này tham quan trước đi. Rồi mình đi vòng qua bên kia luôn. À, mấy cái cầu đẹp quá. Rồi bí nữa. Bầu chứ. Cái màu to đùng luôn. Hồ lô. Rồi thiết kế mấy cái tiểu cảnh để chụp ảnh cũng đẹp nè. Bông hoa luôn. Được. Cái sảnh này thì ăn uống nhiều nè ha. Phòng lớn. Bên này nhiều tôm quá. Rồi. Ở đây là một trong những cái chòi mà để ngồi đây thưởng thức ẩm thực nè các bạn. Để có cái menu mình quay cái menu những món ăn ở đây cho các bạn tham khảo nha. Các món bánh dân gian nè. Hello chào em. À, cho anh quay quảng cáo quán nha. Đây các món cơm. Đây có cơm dĩa cơm phần luôn hả em ha, đầy đủ không? Hả? À, là dĩa thôi ha. Dĩa này các món gà thái dườn nè, thái dườn tính ký. Rồi menu nhiều quá nè ta. Các món vịt xiêm. Cái lóc nè, quá nhiều món luôn các bạn ơi. Tay tượng chiên xù. Đặc sản. Các món cá kèo nè. Khá nhiều món luôn các bạn. Cái này bây giờ vườn mình có cái gì nhiều em? Dâu hả? Dạ dâu. Dâu ha? Ổi ha? Có sầu riêng bên trong luôn, trong vườn ổi luôn ha? Dạ. À. Là trưa mình ăn uống thì mình đặt ở trong quầy luôn ha? Mình có menu ngồi đây.
có nhân viên à, ra ra à, ngoài ngoài cũng có tùm giống vậy nè, mình à, ngồi ngoài mình ngồi à, ở trong cái hộ trong ha. Dạ đúng rồi à. Dạ phía sau có à. Còn mát mẻ quá. Này thời điểm nào mà đông khách nhất hả em trai? Lễ Tết rồi. Lễ Tết ha. Chứ mấy ngày cuối tuần rồi ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Mấy ngày cuối tuần thì khoảng là 11, 12 giờ chứ. À, khách nó đi du lịch vòng vòng Cần Thơ rồi mới xuống đây ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Đây là chủ yếu là ăn uống, ăn trái cây rồi. Cái giường mát mẻ. À, chôm chôm này chắc cũng mới có đầu mùa thôi. Dạ. Chôm chôm này chôm chôm gì hết cưng? Dạ chôm chôm Thái. Thái ha. Dạ. Em thấy nó xanh mà vẫn ăn được đúng không? Dạ đúng rồi. À. Còn lép quá, còn nhỏ quá ha. Ô dạ, trước vô kìa. Ô, vô đảo. À. Thẳng vườn. Thẳng vườn luôn. Ở đây buổi tối mình phục vụ tới mấy mấy giờ? Dạ tới 5 giờ. À 5 giờ chiều nữa ha. Dạ. Đây, lối đi vào cũng tạo mấy cái view để chụp hình luôn nè. Giống như là mấy cái ngôi nhà cổ xưa, mấy cái nhà của bếp xưa. Bếp xưa của nông dân nè các bạn. Trời ơi, những đá củi luôn nè. Củi nè, bánh tét rồi tỏi ớt hành nó có đầy đủ hết. Đó. Đây, nồi gốm luôn, ở trong có một trái khế luôn. Đây. Đây là tái dựng lại cái bếp xưa nè các bạn. Những cái đồ rất là đây nè, cái lon Zero này cũng cổ lắm rồi nè. Khá là đặc biệt. Bếp củi. Cái này là vườn chôm chôm. Cục kìa, cục cũng có trái nhiều quá ha, cục tơ mà trái. Đây cũng có một số view nè, dâu rồi luôn. Ở đây là lối vào dẫn vào vườn nè các bạn, có mấy cây vú sữa cổ luôn. Quá trời to cái gốc này luôn. Ồ, chôm chôm Thái nè. Ồ, trái nhóc luôn. Trái này còn nhỏ khoảng tháng sau á. Cái này cỡ tháng sau mới ăn được em ha. À, này còn nhỏ quá. Chứ anh đi mấy cái vườn khác thì có rồi đó. Ba cái gì đó. À, nghe hè luôn ha. Là mình để tự nhiên chứ mình không có xử lý trái ha. Dạ. À. Phía kia là khác chủ ha. Ồ, dầu trái thơm mơ luôn. Ồ, mát mẻ quá. Chôm chôm, trái chưa nhiều. Mùa này là ngay mùa dâu. Đó mình đi là còn cái bờ bằng đất luôn. Ừ. À. Hình như anh đến đây cũng 1 năm 2 năm rồi, hình như 2 năm thì phải à. Không. Ừ. Hôm đó vào đây trời mưa quá chừng luôn. Ồ, nghe mùi dâu luôn. Em làm ở đây lâu chưa? Lâu rồi ha. Ừ. Nhà gần đây không? Sát bên ha. Làm sáng đi làm mà chiều về. Ừ. Ồ, mà mấy cây vũ sữa này quá cổ luôn. Sữa này sữa gì vậy? Ừ. Nhưng mà mùa này không nghe mùa trái.
mát mẻ quá. Tấn tường. Đây, đoạn này cũng làm mấy cái view cũng đẹp nữa. Xuồng luôn. Này hả? Sao mình biết được cái tiếng này? Sao biết được lá này ta? Cô nhà có con cây nó ra cái chiếm nào không biết nó ra là mà. Chiếc xuồng. Nghe xích đu nè. Đây một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Một cái view để chụp ảnh. Mát quá. Ủa, có anh em gì không mà thấy giống vậy? Dạ, trên đôi. À, thì chi rồi, đã rồi ta. em là em hay là anh? Là em. Em ha? Dạ. Ôi, giống. Mới anh nhìn cái anh ngạc nhiên luôn. Dạ, mình muốn dưới 100 đúng không? Đúng rồi. Xin qua nhìn dâu ha, nhìn bên tay trái. Đi thì thẳng vô tới cái bờ hồ, phải không? Rồi quẹo trái qua ha. Dạ. Anh bên đó đi. Vừa Tết, vừa Tết. Rồi. Tiếp tục. Đoạn này thì chôm nhiều. Rồi, dưới nuôi vịt nữa. Bốn năm chú vịt. Đó. Ngày này xuống tắm là mát. Ồ, dâu nè, nó. Khu vườn này là chủ yếu là dâu nha các bạn. Đến mùa dâu. Đó. Trái vàng rực luôn. Nhìn đã quá. Đây, nguyên chùm nè. Đó. Quá đã. Tại ở đây trồng chôm chôm Thái. Chứ Sava hay là mấy cái loại kia là mùa này nó chín như nhóc rồi. Ở bên Cù Lao Bình Sava nó chín đỏ luôn. Hôm nay Thái. Thái mà người ta không có xử lý nghịch mùa nữa cho nên. Wow. Mít nè. Tới góc luôn. Đã quá. Quá đã luôn. Gần 20 trái luôn các bạn ơi. Trái từ góc lên luôn. Nó muốn đi qua cái lớp bên kia phải đi qua cầu khỉ vậy nè. Một trải nghiệm cũng khá thú vị nha các bạn. Chỉ người miền Tây mới có cái cầu khỉ này thôi nha các bạn. Đây phía trước xen kẽ mấy cái cây dâu tơ nè, trái cũng khá là nhiều. Sầu riêng. Mùa này là bắt đầu cũng vô mùa sầu riêng luôn nha các bạn. Sầu riêng rất là nhiều ở các tỉnh miền Tây à.
Wow, hai trái to đùng luôn, nhìn đã quá. Chị dứa. Wow, vô đây bắt đầu vô khu vực cây dâu rồi nè. Quá nhiều trái luôn. Wow, chùm này nhìn thấy mê luôn. Đây, cây này trái cũng nhiều lắm. Wow, vàng cả cây luôn các bạn ơi. Quá đẹp. Cái ngựa bên kia là gì? Là khu bên đó nha. Nhìn vô là phía bên trái em ha. Vậy hôm trước anh tính đâu phía bên phải, sau này anh thấy bên đó là vườn ổi ha. Ừ. Phía trong này cũng có cái sảnh để ăn uống tại khu vực bên trong này luôn, rất là rộng rãi và mát mẻ các bạn ơi. Lấy cân vô không? Chưa, để gì ngân qua cái đi. Mày cân chưa? Cân rồi 2 kg đó. Wow, đây là khu bờ hồ. Có một cái hồ có thể bơi xuồng ở khu vực bờ hồ này, bơi xuồng thúng đó nè các bạn. Wow, quá đã luôn à. Ở đây là khuôn viên bờ hồ nè các bạn, xung quanh có rất nhiều cái tôm có thể trải nghiệm bơi xuồng ở xung quanh bờ hồ này nè. Cái bè. Đây cũng có một cái tiêu cảnh hiên núi. Phải đi dòng phía bên trái luôn, hay vô vườn dâu nè. Vườn ổi hay sao nè. Không hiểu. Đơn giản chứ, có giấy kia. Cũng có khu trò chơi cho trẻ em á. Tùm ngồi ăn uống. Đây là lối vào vườn dâu và vườn ổi nè các bạn. Mình đi bên vườn dâu trước đi em. Dạ, vé tham quan đó là vé 100 ạ. Có 100 luôn em. Dạ, có 100 á thì đi qua bên đó. Dạ, còn qua đó rồi đi qua đây cũng được nữa. Rồi ok. Dạ. Khu vườn dâu. Thì mình giá khi chúng ta tham quan phía bên ngoài thì từ khúc bờ hồ nãy mình đi qua đó thì với giá 50 tham quan chụp ảnh ăn uống. Còn nếu đi vào vườn dâu này thì với giá 100 nha các bạn. Thì được trải nghiệm ăn dâu bao bụng và ăn ổi phía bên phải. Lối ra vườn dâu. Cái này mới mưa hay sao?
Hello, chào anh. Đúng rồi. Gia đình mình đi bao nhiêu người ạ? 2 người. Có gỡ vé luôn không? Dạ đúng rồi. Một xíu. Đây. Chào tôi, mình vào mình chọn bàn là mình ngồi đó chứ mình sẽ mời gia đình mình dĩ với cây nhỏ ha. Là sau đó mình tham quan vườn mình hái cái mình thưởng thức. Này ăn nào no thôi ha. Dạ. Này chắc hết cây quá. Nó vừa rồi chứ không nổi đâu. Quay quay vô này. Ôi, nhìn trái là thấy mê. Đây có bán dâu giống nữa nè, 50.000 cây. Wow. Quá nhiều luôn. Nhìn thấy mê. Quá trời trái luôn. Ôi, có cái cây đó là quá khủng luôn. Trái từ trên xuống dưới luôn. Dạ rồi, ok. 2, 3. 2, 3. Rồi. Cây này trái đã quá trời đã luôn, tới gốc luôn. Ừ, rồi ok. Wow. Đã quá các bạn ơi. Quá khủng luôn. Nhìn cái cây dâu này là thấy mê nhất luôn. Quá trái luôn. Đây nè. Các bạn nhìn nha. Đó. Ồ, đây nè các bạn ơi. Đó. Quá mê luôn. Đây. Trái từ gốc xuống ngọn luôn các bạn ơi. Đây. Quá trời trái luôn. À, khu vực bên trong này nữa. Ồ. Ồ, cây này khủng khiếp luôn. Quá trái luôn. Nguyên một chùm mà to đùng luôn các bạn ơi. Đây, nhìn đã luôn cái chùm này. Qua 2 chùm là đăng ký rồi các bạn. Ồ, cây bên trái này cũng quá trời luôn. Tới gốc luôn. Quá khủng không? Đi chùm luôn. Đã quá. Đây. Ồ. Dưới gốc dâu này các bạn ơi. Quá khủng.
bắt đầu vào mùa dâu tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ các bạn. Nhìn quá đã luôn. Ồ, ở đây đó nè. Nhìn đá thiệt. Đây nguyên cái chùm nè. Wow. Chùm này là cả ký lô luôn các bạn ơi. Nhìn mê quá. Quá nhiều luôn. Ồ, cái trái này nó còn xanh. Xanh chắc chưa ăn được. Ồ. Nhìn thấy mê luôn. Chào chị. Dạ, chào anh. Rồi, tiếp tục bên trong còn dài lắm các bạn ơi. Đây. Wow. Mát mẻ quá trời mát luôn. Quá đã. Cây này nè. Cây này trái cũng tương đối chứ không nhiều bằng mấy cây ngoài nữa. Vườn trái này cũng quá dữ luôn. Quá trời quá đất luôn. Ăn nãy giờ đủ 50 ngàn cho anh. Hả? Ăn đấy đủ 50 ngàn chưa? Chắc không nổi mà. Nhìn thấy thấy mời chứ ăn không nổi rồi. 2-3 trái là nghỉ rồi. Ôi cây này đâu, ôi trời ơi. Cây này quá trời trái luôn. Ôi nhìn trái không mà hết thấy cây luôn rồi chứ. Trời, đẹp rồi. Ô. Ba đâu rồi, má chụp cho con tính. Quá đã. Quá khủng luôn. Thấy thì ha mà ăn. Đâu nữa. Ăn không nổi luôn. Đã thiệt. Mê luôn. Quá trời cái cây này. Quá trời. Kiếm mấy trái bự bự á làm để. Tôi nãy giờ đâu thấy nó cãi với nhau không à. Đi ra ngoài căng mày. Đây còn mấy chục mét nữa các bạn ơi. Thì theo cái clip này nè các bạn. Cái cây này nhỏ mà trái con. Quá trái luôn. Đây nè. Quá trời quá đó. Nhìn thấy mê quá các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải qua vườn ổi nè các bạn. Đây trồng đu đủ, trái nhiều quá. Đu đủ vàng luôn. Như một cái hàng tre phía sau một cái con rạch nhỏ nè. Giống ở trên núi Cấm ha. Lối đi vừa ngồi. Vô vườn sầu riêng các bạn ơi. Sầu riêng tơ không mà trái ghê luôn.
Ồ, trái quá nhiều luôn nè. Wow, trái tới đất luôn, nhìn đã quá. Wow, đây nè, xét đất luôn các bạn ơi, đã quá. Ồ, cây này trái cũng nhiều quá. Vừa ngồi. Ủa, vô vừa ngồi là thấy sầu riêng không nghe tới vậy ta? Có thấy ổi rồi em. Này là giống sầu riêng gì vậy? Sầu riêng ghi sáo chị. Ghi sáo ha? Dạ. Cái này mới có trái chiến mấy hôm nay gì? Thấy cây này là nhiêu tí? 120. Ồ, đã quá ta. Vài trái. Cái sách ra thích vô, muốn xua thì này là chín chưa? 120 là được giá đó nha. Này là chín chưa? Đằng này nó chín rồi. Ồ, trái này 2-3 kg rồi nè. Cái này to quá trời to luôn. 3 kg. Đúng rồi, 3 kg. Là mình để rụng luôn hay là cắt? Lần thầu cái cây gì nè, mình muộn lại gì á. À. Sáng là nó rụng rụng tốt không này. À, là để cho nó chín cây rồi bán luôn ha. Chín cây mình bán cho cây luôn. À, vậy nó mới ngon. Ghi sáo, ghi sáo. Cái vườn ổi là đi thẳng vô trong luôn hả em? Dạ, đi thẳng vô. Ừ, nó clip này sầu riêng không? Dạ. Chôm chôm. Dạ, chôm chôm tại mình chưa có vé hái đó, mình chỉ để chụp hình quay phim vậy thôi. À. Cái giống là giống gì? Còn ổi thì mình hái mình ăn tự do. Ừ. Dạ đó, còn chua bảo chôm. Cái giống nó là giống gì ngộ vậy? Dạ. Giống chôm chôm nó gì ngộ? Dạ, nó có gì đó mà tại chắc nó bị đeo. Cái trái nó vàng tươi vậy? Nó vàng mà nó chua dữ lắm. Chua nhỉ? Nó chín mà nó đỏ đậm, nó mới gọi là ngọt. Còn này nó ngọt. Đây nè, mấy chùm này cũng to. Dạ, mấy đó nãy mấy chị, nó cũng to nè, nhưng mà nó còn vàng quá. Dạ, nó còn vàng. Ủa, bên đây cũng chín nè. Dạ, bởi vậy mới cho chín một lượt, mình mới mở vé hái đó. Là cái này cái giống Thái ha? Cái đó là chôm chôm Thái. Chôm chôm Thái. Bán thì có bán mà đều giá với hái ăn thì chưa có. Ừ. Nó tiễn tiễn ra mình bán được. Ôi, có cái sầu riêng nhìn mê quá, dưới gốc trái chùm chùm luôn. Là... Nó chỉ qua có một đợt thôi chứ. Đây, chùm chùm, chùm chùm. Đúng mùa của nó thôi anh. Chùm nhìn cũng đã quá nè. Mình không có xử lý lịch mùa gì hết trơn á, là nó ổn hại cây dữ lắm. Đây, một chùm to đùng luôn. Đây là khu vực vườn ổi nè các bạn. Nó nhỏ vậy tại vì nắng nó nhỏ trái. Là mình bọc là hết luôn ha. Dạ, mình bọc mình không có xài thuốc xịt sâu nè. À. Bọc nhỏ 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 thằng gọt hết rồi. Ừ, vậy ăn tại chỗ được luôn. Ừ, ăn tại chỗ luôn. Wow. Dạ, anh chị vô chỗ này, anh đi ra mà đứng. À, rồi ok. Len lỏi vô vườn sầu riêng, vườn ổi các bạn ơi. Rồi. Len lỏi vào vườn sầu riêng và vườn ổi tại vườn trái cây chín hồng nha các bạn. Mùa này đầu mùa thì ở đây trồng đủ thứ hết, mỗi cái chút rồi các bạn. Ổi cũng có, sầu riêng cũng có, chôm chôm cũng có. Ồ, sầu riêng tốt quá trời luôn. Wow. Ổi này để tự nhiên bọc luôn này, không có xịt thuốc. Đây. Bọc chùm chùm nữa luôn. Đây. Ô, có mấy gốc sầu riêng bển kìa các bạn ơi. Nhìn đã thiệt chứ. Trái muốn gãy cây luôn. Quá dữ. Từ trên xuống dưới luôn. Ở đây là trồng sầu riêng ghi sáo hết nè các bạn. Ghi sáo bán được giá. Mà cái này thì chủ vườn hồi nãy nghe em chia sẻ thì bán chín cây luôn. Để cho rụng luôn chứ không phải là hái giống như bán ở ngoài chợ, cho nên ăn rất là ngon. Hái đi. Thôi. Hử?
Ủa nhỏ nhỏ không hả? Mấy trái này nó bự nè. 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 Tâm lũ vô cái bờ lếp. Bờ lếp vừa ngồi. Nhà Thái ha, Thái ha. Quá tay. Bên kia nó kìa. Nhìn đã quá. Wow. Chôm chôm sen, ổi, chén sầu riêng vô. Cây trái nào cũng có. Ô, cái trái sầu riêng kìa. Nguyên một chùm như này luôn đã. Ôi, góc à. Nhìn đã quá mọi người ơi. Trái gần sát đất luôn. Rồi ok. Nè chôm chôm gì, chôm chôm đỏ nè. Chôm chôm thường quá. Chôm chóc ha. Ăn thử trái nè. Thử trái còn ngọt không các bạn? Chôm chôm chóc. Hả ngọt ngọt. Vô. Cũng là chua cho. Có là ngoài trái ít. Ôi ngoài này ổi rồi. Khúc này là chiên ổi luôn à. Bọc là hết trơn luôn. Trái cũng to lắm nè các bạn. Đây. Bọc là hết luôn. Đó, sầu riêng, ổi, chôm chôm. Đủ loại luôn các bạn ơi. Ở đây có một cái banner office để giới thiệu những cái dịch vụ, sản phẩm dịch vụ ở trong đây nè các bạn. Khu vực này là khu quầy có thể thưởng thức ăn uống ăn thực ở trong cái sảnh lớn này các bạn. Bây giờ là gần 11 giờ thì có một số du khách cũng vào đây để thưởng thức những món ngon tại vườn trái cây chín hồng này các bạn. À, món đầu tiên ở đây là cơm chiên hải sản nha các bạn. Với giá 100 ngàn thì hai người ăn no luôn á các bạn. Giá tương đối hợp lý nè. À, cái lẩu lươn nè các bạn. Ồ, có dĩa rau quá hấp dẫn luôn. Cái bông đỏ đỏ là su đỏ đỏ ha. Đỗ Thái ha. Ăn nó ngon hơn, giòn hơn của su đỏ mình ha. Nó giòn hơn nhưng mà nó không có cái vị ngọt bằng su đỏ của mình. À. Một cái lẩu lươn. Ai luôn luôn không có một kén cắt ra ba khúc, mình cắt ra ba khúc. Dạ mình nấu chín đi rồi mình cắt thử nó sẽ không dai, dạ, nó sẽ ngon. Chứ bây giờ mình cắt nữa lương nó dai nó mất cái vị ngon của cái lương đồng của con mình. Lương này là lương đồng luôn hả em ha? Dạ dạ lương đồng. Khi nào sau đi rồi bỏ vô cho cô chú nha. À. Để vô, để rồi ok. Rồi giờ. Dứa cơm nhiều quá các bạn ơi. Không á.
các bạn. Thả lươn vô nè. Đặc biệt ở đây là lươn đồng nha các bạn, không phải là lươn nuôi. Nè. Thả lươn vô lẩu các bạn ơi. Nè, tối. À. Cái lẩu lươn. Ăn kèm với một cái dĩa rau vô cùng hấp dẫn. Cà chua. Không sao đâu, ngồi trừ tiền. Nồi lẩu lươn nóng hổi luôn các bạn ơi. Để rau vô. Quá hấp dẫn. À, tí bây giờ cũng gần 12 giờ trưa rồi, nhưng mà cũng còn một số gia đình vẫn tiếp tục vào khu vườn để trải nghiệm không gian của khu vườn này các bạn. Video tham quan và chia sẻ một vườn trái cây chín hồng tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của mình. Và nếu thấy thích nội dung của video, hãy giúp mình cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.